là một trong những nữ streamer có lượng người theo dõi khủng, cùng sức ảnh hưởng bậc nhất đến mạng xã hội, nên Linh Ngọc Đàm có lượng fan cứng cũng rất hùng hậu. Những ai theo dõi Linh Ngọc Đàm thì chẳng còn lạ với phong cách thô nhưng thật trên mạng của cô nàng. Thay vì giữ hình ảnh một cô streamer đáng yêu nhỏ nhắn nhẹ nhàng, Đàm Tổng lại thường xuyên thể hiện mình là con người mạnh mẽ, không ngại va chạm. Với tính cách có phần hơi nóng nảy, thẳng thắn của mình, Linh Ngọc Đàm thường xuyên có những phát ngôn có độ gắt rất cao trên mạng. Vậy nên rất nhiều người cho rằng cô nàng đang hành xử hơi quá trên cương vị một người nổi tiếng. Mới đây, lại một lần nữa độ gắt của Linh Ngọc Đàm lại được bộc lộ. Ở trên Facebook cá nhân của mình, nàng streamer đã có những phát ngôn với những ngôn từ khá mạnh. Cụ thể, đây là lời phản bác của cô khi bị chửi bú phêm khi bênh một người bạn. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn những ý kiến trái chiều. Họ cho rằng Linh Ngọc Đàm nên bình tĩnh lại. Bình tĩnh đi chị ơi, họ chửi kệ họ, không nên phí lời. Bạn cũng nên giữ cái đầu lạnh chút, không phải cái gì cũng post lên như này đâu. Mãi vẫn là cái phong cách trợ búa ấy. Cơ mà bạn mình thì mình bênh chứ, Đàm Tổng nói đúng rồi còn gì. Linh Ngọc Đàm, bà trùm phát ngôn vạ miệng, là cái tên đã rất nổi tiếng trong cộng đồng streamer cũng như có sự ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Từ Facebook, YouTube, Instagram hay cả TikTok thì lượng người theo dõi cô nàng streamer này đều lên đến hàng triệu. Xinh đẹp, nổi tiếng thế, nhưng Linh Ngọc Đàm cũng có không ít những phát ngôn gây sốc khiến netizen dậy sóng. Hồi năm 2017, Linh Ngọc Đàm từng gây bão cộng đồng mạng với dòng status chê bai những cô gái ăn mặc sexy. Thế nhưng ngay lập tức, cô bị cộng đồng mạng phản pháo ngược lại bằng những hình ảnh hở hang chẳng kém, để rồi nhận phải vô số gạch đá từ cộng đồng mạng. Gần đây, Linh Ngọc Đàm đã nhắc lại chuyện này trong lần sang nhà Miss Thi và xem nó như là lần vạ miệng khiến mình bị chửi không oan uổng tí nào. Giữa lúc các streamer đang bị xăm soi và nhận phải rất nhiều những lời nhận xét, góp ý và cả chỉ trích về chuyện nói tục khi livestream mà độ PC chính là tâm điểm, thì Linh Ngọc Đàm cũng lên tiếng về chuyện này. Theo đó, nữ streamer này cho rằng mỗi người đều có quyền chọn cách sống cho riêng mình. Tuy nhiên, điều này đi ngược lại với những ý kiến đóng góp xây dựng với mong muốn nghề streamer được thực sự công nhận nên cô nàng cũng nhận về không ít gạch đá. Sau đó, Linh Ngọc Đàm đã xóa status này, tuy nhiên nó đã được lan truyền rộng rãi. Linh Ngọc Đàm muốn làm giang hồ hơn là người nổi tiếng. Mới đây, Linh Ngọc Đàm lại tiếp tục có bài đăng được đánh giá có phần thiếu trách nhiệm. Theo đó, cô nói muốn làm giang hồ hơn làm người nổi tiếng và thích tranh cãi tay đôi cùng anti-fan. Ở vị trí của một người sở hữu sức ảnh hưởng lớn như Linh Ngọc Đàm thì việc này là khó để chấp nhận. Một số ý kiến còn cho rằng nữ streamer này có phần lộng ngôn và nên suy nghĩ thật kỹ, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Không biết liệu nữ streamer này đã rút ra kinh nghiệm cho mình sau bao lần dính phải vạ miệng hay chưa. Tuy nhiên, nếu không muốn tiếp tục vấp phải những chỉ trích này thì cô nàng nên cẩn thận với những phát ngôn của mình. Đàm Tổng sở hữu một group hơn 50.000 thành viên và toàn những fan gạo cội của cô nàng. Tuy nhiên mới đây, nữ streamer xinh đẹp này đã thẳng thừng đòi xóa sổ group của chính mình vì bị cà khịa quá nhiều. Lý do cho điều này chính là vì cô nàng bị fan của chính mình cà khịa quá nhiều. Từ những khoảnh khắc dìm hàng, khi nhìn vào chỉ muốn độ thổ, cho đến những meme cực mặn mà nhân vật chính vẫn là Linh Ngọc Đàm đều có đủ. Đó là chưa kể đến những pha cà khịa bằng comment rồi đấy. Những màn cà khịa nhiều đến nỗi mà Đàm Tổng phải giận dỗi, đòi đóng luôn group là đủ hiểu rồi nhé. Tuy nhiên, sau khi Đàm Tổng dỗi và đòi xóa group, thì các fan của cô nàng này lại chẳng hề lo lắng hay có chút hối cải nào. Thay vào đó, những fan này nhanh chóng lấy nội quy của group để phản đêm ngay idol. Có vẻ giận đến mấy, thì chuyến này Linh Ngọc Đàm cũng chẳng thể xóa group được rồi. Hiện tại, Linh Ngọc Đàm là sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Hà Nội. Linh Ngọc Đàm theo học ngành xã hội học, có nickname là Epic G Purse Phone. Khán giả biết đến Epic G Purse Phone với vai trò là một game thủ chuyên nghiệp và siêu hạng trong các trận LOL, Liên minh huyền thoại. Linh Ngọc Đàm còn là thành viên của team Epic Goldies. Ngoài lĩnh vực game thủ ra, Linh Ngọc Đàm còn làm người dẫn chương trình cho Esports Việt và trong tương lai, Linh Ngọc Đàm sẽ trở thành một caster tài năng và sáng giá. Linh Ngọc Đàm được nhiều bạn trẻ biết đến khi giành giải vô địch Liên minh huyền thoại Đông Nam Á năm 2015. Cuộc thi đấu này được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Linh Ngọc Đàm sở hữu cho mình gương mặt thanh tú, xinh đẹp và dễ thương. Từ tháng 6 năm 2014, Linh Ngọc Đàm bắt đầu chơi game Liên minh huyền thoại và từ đây sự nghiệp của cô nàng bắt đầu phát triển và gắn bó đến bây giờ.
Để tạo dựng sự nghiệp tên tuổi của mình, Linh Ngọc Đàm luôn cố gắng phấn đấu và không ngừng nỗ lực để có được một vị trí trong làng LOL Việt Nam. Nếu theo dõi hot streamer xinh đẹp Linh Ngọc Đàm, hẳn người hâm mộ cũng biết tình yêu mà cô nàng dành cho loài mèo to lớn đến nhường nào. Tính riêng tại nhà Linh Ngọc Đàm, nữ streamer đang chăm sóc đến 6 bé mèo cưng và bé mèo nào cũng thuộc hàng đắt đỏ, có giá trị từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Vừa qua, Linh Ngọc Đàm còn khiến các tín đồ yêu mèo phấn khích khi mở một quán cà phê dành riêng cho mèo tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ sở hữu thú cưng đắt giá, quán cà phê riêng, Linh Ngọc Đàm đã sớm sắm nhà được cho bố mẹ. Nữ streamer còn khoe sở hữu bất động sản riêng trên trang cá nhân. Giàu có, giỏi giang, xinh đẹp, Linh Ngọc Đàm xứng danh con gái nhà người ta.